báo nè. Đi tìm phước báo. Thì đây là Tỷ, là một người em mà đã nhiều năm qua, năm nào cũng còn với Tường Anh lên Sài Gòn, sang Sài Gòn một năm để mong món quà cho bà con ở nơi đó. Xin cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Sao mà Tỷ năm nào Tỷ cũng nhiệt tình quá thì mình rất là cảm kích. Xin bạn cho về ý tưởng của tấm lòng bạn. Thì thật sự ra là cũng như mình là những người con Phật, có duyên với Phật pháp, thì mình học Phật rồi mình đi làm những hành những lời Phật dạy để tìm phước báo cho gia đình, cho chủ quyền ông bà mình. Đó là cái điều mong muốn của bản thân mình. Những người cũng là giúp mình, những người cũng là giúp mình. Người vui là mình vui ha. Người vui là mình vui. Vui quá, vui quá. Cảm ơn các anh. Năm rồi thì ở Bình Minh và hôm nay về Bến Sắm. Rất cảm ơn em đã đem những món quà đến đây để cùng với anh đem đến niềm vui cho bà con. Dạ, xin hiếu xin được kính chào tất cả quý vị quý quý, cũng như là quý bà con, quý bà con cùng đến chương trình hôm nay. Thưa quý bà con thân mến, tình nhân loại của chúng ta luôn luôn được đề cao, và đặc biệt là trong những ngày Tết đến xuân về, thì tình nhân sinh lại càng được thể hiện rộng rãi hơn rất nhiều lần. Và thưa quý vị, hàng năm thì gia đình của nghệ sĩ Châu Thanh cùng với bạn bè thân thuộc của mình là những anh chị em nghệ sĩ cũng như là những bạn bè thân thiết tổ chức chương trình từ thiện để đến với trại Phong Thuận Nam
Hôm nay Châu Thanh rất là vui được trở lại Trại Phong Bến Sáng để cùng với tất cả những anh em thân phụ của Châu Thanh đến đây để thăm tất cả bà con, và đặc biệt nhất là hôm nay Châu Thanh được những người bạn, những người em ở trong nước Việt Nam chúng ta và những người bạn, những người em đang định cư ở tại hải ngoại cũng về đây để mang những món quà xuân gửi đến, chúc quà xuân tặng cho tất cả bà con vui xuân ăn Tết. Một lời nói đầu tiên thì Châu Thanh cũng xin chúc cho tất cả bà con trong cuộc sống lúc nào cũng thật là an lạc, vì bên cạnh bà con thì biết bao nhiêu tấm lòng yêu thương và sẻ chia với tất cả bà con. Vì vậy cho nên bà con, chúc bà con lúc nào cũng vui và thật là hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chúc tất cả bà con thật hạnh phúc. Dạ, thật sự thì chúng tôi rất là cảm động trước cái tình cảm của gia đình anh Châu Thanh, cũng như quý các anh chị nghệ sĩ và một số ân nhân rất là quan tâm đặc biệt đến bệnh nhân Phong. Tôi biết rằng anh đã giúp Trại Phong Bình Minh nhiều lắm, sau đó anh giúp luôn Trại Phong Bến Sáng. Hai cái Trại Phong anh để trong tim anh, đi đâu anh cũng mang theo. Dạ, thành ra hôm nay anh lại trở về, cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay anh trở về Trại Phong, anh giúp bà con để bà con có một số quà, số đồ thực phẩm để ăn Tết. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn anh Châu Thanh và các anh chị nghệ sĩ cũng như một số ấn nhân đã đến đây giúp. Và chúng tôi cũng xin chúc cho gia đình anh, quý nghệ sĩ và các ân nhân một năm mới khang an, hạnh phúc và nhất là sức khỏe dồi dào để làm những công việc từ thiện. Dạ, chúng tôi xin hết. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của Sa Lan cũng như là cảm ơn nghệ sĩ Công Thanh. Kính thưa tất cả bà con thân mến, như bà con cũng thấy ngày hôm nay thì gia đình nghệ sĩ Châu Thanh cùng với các gia đình là các anh em nghệ sĩ cũng như là anh em bạn bè thân hữu của nghệ sĩ Châu Thanh ở nước ngoài cũng về đây để mà thể hiện cái tình cảm đối với bà con tại Trại Phong Bến Sáng cũng như là Trại Phong Bình Minh của tỉnh Bình Dương với những phần quà mà bà con cũng thấy chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây. Thì nhân đây xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng của gia đình anh sinh viên Hùng Nguyễn đã hỗ trợ cho bà con là 1.000 phần mì, 800 chai nước Nha Nam cũng như là 732 phần gạo. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình của anh Sáng Lương từ Portland, Oregon, US gửi cho bà con 50 bao lì xì, với mỗi phần bao lì xì là 100.000. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo, xin được trân trọng ghi nhận tấm lòng của gia đình anh Bùi Phước An đến với bà con với số tiền ủng hộ là 10 triệu đồng. Gia đình anh chị Tiễn Liên cũng từ hải ngoại về cũng ủng hộ cho bà con là 100 bao lì xì, với mỗi bao lì xì là 100.000 để bà con ăn Tết. Gia đình của anh Huy, chị Cẩm ủng hộ cho bà con 243 phần gạo cùng với 43 thùng sữa Fabi. Và cùng với sự ủng hộ từ các gia đình là bạn bè thân hữu của gia đình nghệ sĩ Châu Thanh thì chúng ta ngày hôm nay cũng rất là vui khi được đón nhận tấm chân tình của các anh em nghệ sĩ đến với đây để mang lời ca tiếng hát của mình nhằm giúp cho bà con sẽ đón một mùa xuân thật là vui. Chúng ta cũng sẽ không quên dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn các nghệ sĩ. Dạ, cảm ơn bà con rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Xuân Hiếu xin được trân trọng kính mời 15 bà con sẽ đại diện cho rất là đông bà con có mặt ở đây sẽ cùng lên khấu nhận quà Tết. Bởi vì là chương trình nghệ sĩ của chúng ta, chương trình văn nghệ có khá nhiều tiết mục hay, cho nên chúng tôi xin phép là chỉ trao tặng cho đại diện 15 bà con. Một lát nữa sau khi kết thúc chương trình thì ban tổ chức sẽ trao tặng tay cho mỗi bà con có mặt ở đây những phần quà vui xuân đón Tết. Và bây giờ xin được kính mời 15 bà con có tên sau sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận quà Tết. Xin được mời bà Võ Thị Thu, Kim Thị Hương, Phạm Văn Chính, Nguyễn Hoàng Hơn, Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Long. Xin cảm ơn người đã nhớ chúng tôi, nhưng
chân giây phút bên trời tìm về kỷ niệm. Xin cảm ơn người từng nói với tôi, buồn vui xin giữ cùng nhau giọt nước mắt ban đầu. Mãi tôi đi rồi, những con đường xưa và thành phố đó xin để cho người. Mãi tôi đi rồi, xin để lại đây, xin để lại đây tiếng nói với tiếng cười. Xin cảm ơn người còn nhớ tới nhau. Một mai giống bao qua rồi, tình người còn lại. Xin cảm ơn người còn khóc với. Thank you.
Thank you.
Yeah.
cửa kia là có cái câu hát nữa kìa. Có tiếng kìa. Bây giờ anh em mình hát ha. Rồi thật bất ngờ quá, hôm nay Châu Thanh được nghe những tiếng hát của những người em rất thân thương mà cũng mạnh thường quân. Quý vị nhìn thấy đó, đó là những bao gạo, những thùng mì và những thùng nước là chim mì cùng cũng đợi đến để tặng quà cho bà con, cũng như tấm lòng của tất cả các bạn của Châu Thanh lúc nãy. Thì năm nay mong rằng bà con sẽ có một mùa xuân thật vui. Còn bây giờ thì tiếp theo, thật bất ngờ khi nghe em trai hát. Bây giờ anh Thanh với em sẽ hát một cái bản mà anh thích lắm, nhưng mà thật sự thì cũng chưa được thuộc lắm. Nên bây giờ anh với em sẽ hát cái bản được mang tên là Quán Đựa Viên.
ba con trai nữa đó cô. Như vậy là vợ con mà nói quậy là cô không có can đâu mấy con. Con nói ra chuyện con cưới là con chuẩn bị tinh thần đó. Dạ, đó hát cho nó vui cho cô. Chứ cưới nữa ra ngoài sân cô ơi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn tiếng hát của anh Jimmy Tuyển và anh Trần Thanh. Xin cảm ơn người đã nhớ chúng tôi. Dừng chân giây phút bên trời tìm về kỷ niệm. Xin cảm ơn người từng nói với tôi. Buồn vui xin giữ cùng nhau giọt nước mắt ban đầu. Mãi tôi đi rồi, những con đường xưa.